Cười chơi cái trai nãy giờ buồn lắm, trời ơi, cậu kìa con ra. Thôi thì gì? Là em nói gì vậy? Là cái nghề chúng tôi rất kỵ. Tôi không biết những em hút được. Nhưng mà ra cái chỗ đám cưới để người ta ngồi ăn, người ta đấu láo, người ta nghe mình ca, rất là điều tội cho chúng tôi. Yeah, cái này thực tế, thế mà nói. Thì ở đây chứ, đó, tôi nói có mặt cùng cười là thằng em tôi. Nó chứng kiến là chúng tôi không bao giờ ca đám cưới. Mà chúng tôi chỉ ca cho người nào thưởng thức chứ không thể người nào có thể bắt tôi ca được hết. Đúng rồi. Cái này tôi nói rõ. Quý vị cho ông chàng khó tay. Cho nên ở đây tôi nói thích thưởng thức và thích thưởng thức và biết thưởng thức và muốn nghe ca. Chứ không phải nghe ca nghe nghe chơi. Chứ không phải nghe chơi. Ca nghe chơi thì không được. Tại vì cái nghề đó, cái nghề này nó có cái điều lạ đó. Giống như anh sửa xe vậy đó. Anh Tâm, có nhiều khi làm thấy mẹ cái xe đó mà làm cho đã thôi, không cần lấy tiền. Sửa thì nhưng mà sửa chơi. Nhưng mà nó phách một câu đó, không thành sửa. Cho anh chàng pháo tay, cho anh chàng ơi. Còn bây giờ, cũng để giúp vui, để cho bà con, mấy chị, và mấy anh và mấy em ở đây nghe ba câu dụng cổ. Mà ba câu này đó, tôi sẽ ca trong cái buổi mà trình diễn Người đẹp cao thu 19 tay tại Palestine. Đó là ba câu chàng ốc bán thang. Để con ngốc ra nó nói gì trong đây. Tại ngốc ngốc thì ngốc á, đắp ghê thôi, ngốc ai ngốc đắp ghê. Nghe không? Thằng ngốc bán thang mà tại sao mày nghe mày nói hoài mày? Ma, em nghe. Biết ai đi lớn không? Anh ca này mới nghe rồi. Để có anh ba, có anh Tưng nữa mày. Tôi là giống chim hèn, là loài hoa đen đang chết. Tôi chết để bắt cầu cho chim loan, chim phượng được hòa đôi liền cánh. Cho liễu xinh qua đẹp cười tôi, trong giường thường quyến y buông. Tôi muốn hy sinh vì một cánh hoa đào. Một cánh hoa đào tươi thắm đợi chờ giờ để mang cao quý tình trăng. Tình trăng khuôn mặt trăng cao chút chính tình mấy nhiều quá mày. Có thằng cùi nghe nghèo ôm khóc cây ta, chờ trăng soi sáng ngàn qua để khóc cho tình đi nhanh. Tôi muốn nói hoàng tử là trăng, còn hương lan là cành hoa đẹp, còn như Hà Tâm như này chỉ là một khi bóng tôi cuốn nghe rừng xanh lạnh theo quang tàn. Thì bóng tôi phải biến đi để cho mặt trăng soi sáng mơ màng, để cho hoa thôn hương thắm như sắc và được đẹp trong cái cảnh tình trăng hoa. Rồi đây trước mặt vua tôi sẽ là người chồng gả chung tình yêu vợ. Tôi quyết liều chết vì duyên nợ tớ hoàng, và cũng như mộng đẹp của đi hương lan.
Tôi muốn chết đi, tôi chết để quên tích xưa mộng mì, quên những chuyện tình không bao giờ có trên cõi trần gian. Nào là chuyện thằng ngốc bán thang nên chuyện cùng tiên nữ, chuyện nàng công chúa yêu đứa chèo đò quê nghiêng chốt lang thang, mà không bao giờ, không bao giờ có chuyện thôn nữ yêu tha thiết. Một nghi tư đi hoàng cũng dạng tiếng ngốc, tôi là thằng ngốc nghi bán thang, tôi là chồng gia nghèo nàn vì không nghi tân, có sống cũng bị đời quên thua thà cam chịu chân cho tròn. Yeah.